khi mà còn là học sinh thì ba cũng chỉ là những học sinh rất là bình thường, học học lực cũng chẳng có gọi là xuất sắc cho lắm. Con nghĩ là ba mẹ nghĩ con hạnh phúc bởi vì ba mẹ luôn yêu thương con. Con nghĩ là ba mẹ muốn con hạnh phúc trong tương lai, tại vì là hạnh phúc nó là một cái điều gì đó rất là cần thiết trong cuộc sống hiện tại. Và còn về vấn đề thành đạt thì bố mẹ cũng có nói là thành đạt hay không có thể do tự con quyết định và tự lập nên được. Mẹ kỳ vọng con sẽ trở thành người như thế nào trong tương lai? À, mẹ kỳ vọng con là trở thành một con người thứ nhất là nếu mà đạt được toàn diện thì là tuyệt vời, mà nếu không được nữa thì con cũng trở thành một con người tốt và giúp ích được cho xã hội, và ít ra cũng làm được một cái công việc mà con mơ ước. Dĩ nhiên ba mẹ nào cũng ba lúc nào cũng muốn con là người giỏi nè, đạt được nhiều thành tựu to lớn trong tương lai này. Nhưng mà cái điều mà ba mong muốn nhất đó là con sẽ là người có ích cho xã hội và làm được những điều con mong muốn, để con cảm thấy luôn luôn hạnh phúc trong cái việc mình đã lựa chọn. Đó là điều ba mong muốn không? Khi còn là học sinh, ba đã là những học sinh như thế nào? Khi mà còn là học sinh thì ba cũng chỉ là những học sinh rất là bình thường, học học lực cũng chẳng có gọi là xuất sắc cho lắm, nên cứ gọi là một học sinh rất bình thường. Mẹ còn là học sinh thì thật ra là mẹ học không có giỏi đâu, nhưng mà mẹ rất là ngoan. Các cái bài mà thầy giáo mà đưa ra là mẹ cố gắng là hoàn thành tốt. Mẹ nghĩ điểm số và thành tích có quan trọng không ạ? Mẹ nghĩ là cái vấn đề đó nó là một một trong những cái tiêu chí quan trọng, nhưng mà nó cũng không phải là quan trọng tất cả. Và với vấn đề ở đây là con phải học thế nào để nó đảm bảo vừa học vừa chơi, chứ không lúc nào cũng cứ lao vào học để đi kiếm đúng cái con số đạt của mình. Mẹ cũng không thích như vậy. Với ba thì nó quan trọng đó. Điểm số quan trọng, thành tích cũng quan trọng. Tại vì điểm số nó là cái đánh giá cái năng lực của con, và cái thành tích là cái phần thưởng, cái thành quả mà con đạt được trong quá trình học tập. Nhưng mà nó không phải là quan trọng nhất. Quan trọng nhất với ba là cái sự thoải mái của con, cái sự tiếp thu kiến thức của con. Đó mới là quan trọng nhất của ba. Mẹ nghĩ công dân toàn cầu có nghĩa là gì? Và trở thành công dân toàn cầu có quan trọng đối với con không? À, công dân toàn cầu theo mẹ nghĩ có nghĩa là một người công dân có thể có một quốc tịch hoặc là nhiều quốc tịch trên tất cả thế giới. Công dân toàn cầu là cái người có khả năng học tập và làm việc ở bất cứ chỗ nào trên thế giới này. Ta nghĩ con cần có những kỹ năng cần thiết nào để trở thành công dân toàn cầu? Cái kỹ năng cần thiết theo ba nghĩ đó là ngoại ngữ. Con phải giỏi ngoại ngữ thì lúc đó con mới giao tiếp được với những người ở những đất nước khác. Thì đó là cái kỹ năng đầu tiên mà ba nghĩ là cần thiết nhất. Rồi tiếp theo thì đó là những cái kỹ năng về những công việc con muốn làm sau này. Khi con muốn đến một đất nước nào đó và họ cần những công việc gì thì chắc chắn con phải giỏi kỹ năng đó. Nếu con càng giỏi càng nhiều kỹ năng thì con lại càng dễ dàng tiếp xúc với lại nhiều nơi trên thế giới này. Nhưng mà vẫn yêu cầu đầu tiên vẫn là ngoại ngữ. Come and see for yourself how we grow talent with care.
UTS, growing talent with care.